bất lợi mà chàng chẳng chịu nghe, nước chẳng nghe theo chàng rồi đất nước. Trẻ 7 kg 2 là
hoàng thượng, em ẩm trên tay hoàng thượng đấy không? Tôi xin trao lại. Dạ, mấy ai hát rồi? Mấy ai hát? Xin đời xa tất quốc, mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây. Chúng ta làm gì vậy? Đừng giả cái câu này. Giả cái câu này nghe hoài à, tôi không xỉu. Ủa cái câu chuyện của ta, cái thanh làm gì có ngã ngang vậy? Tôi khác cho bà ngựa. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng ơi, hoàng thượng đổi cái câu này sẽ hay hơn nè. Bây giờ ta khác câu khác nha, ta phải nghe. Ngàn ơi chữ bó ta, ta đây chữ là yêu. Tình có nghĩ bản đó. Thôi bà, tao biết lỗi của tao rồi, nên nó cứ bỏ đi được không? Con 7kg 2 cần hàng lắm. Dạ. Hoàng hậu. Dạ, chỉ hiểu lầm nguyên soái xin bệ hạ thứ dung. Tại sao hoàng hậu làm như vậy? Dạ, chứ không có làm gì hết. Nơi hoàng hậu, nàng cũng được phong là hoàng hậu rồi mà. Dạ. Còn đòi hỏi gì nữa? Bỏ ra bà. Dạ, bà thưởng. Không giấu giếm nữa, mọi chuyện đều là do hoàng hậu sắp đặt hết rồi. Hoàng hậu, bệ hạ ơi, tới đến nơi rồi, bệ hạ tha cho thiếp nha bệ hạ. Tha cho nàng hả? Dạ. Ôi nàng đáng giết. Dạ thiếp, thiếp xin nhường trước kia vô cái bậc thiệp. Để từ bây giờ, dạ, những lỗi làm nàng gây ra, dạ, ta quyền bệ hạ thất hết tất cả các ổn lộc của vua ban. Cho nàng về làm hàng chất giả. Đi đi bà. Đừng nói chờ đợi nhà buồn nghe. Xin phép hoàng hậu, kể từ nay không hầu hạ hoàng hậu nữa. Các em làm vú nuôi nha. Quốc dân quân đêm. Để họ. Xin lỗi không tiện. Thật đẹp, ta xử như vậy được chưa? Nếu như thiếp ở lại hoàng cung, sau này bệ hạ có đối xử với thiếp như vậy nữa không? Bà giỏi quá vậy. Bà nói ở lại chứ. Tất cả bà hẹn con chị cho chết có hậu mà bà còn bỏ đi nữa. Làm sao mà áo cô? Thật đi bà. Bệ hạ có anh ta kia ngồi người thơ. Cái gì vậy? Cái thanh gì vậy? Ta dụ vợ ta ở lại thôi mà. Ta ảnh hưởng gì cái thanh vậy? Thôi được rồi, lần này thiếp tha lỗi cho chàng. Chỉ vì đứa bé 7kg 2 thôi. Chàng. Chàng đẻ mắt tay. Em bảo đẻ mắt tay. Bả với lô 2 nha. Vậy mà đẻ được hay. Thôi được rồi, giữa nơi đây, nơi tất cả, ta sẽ phong Bạch Điệp làm hoàng hậu chiêu dương. Yeah.